nên là hôm nay có mẹ cái hơi yếu nên là coi để mẹ anh khác quay quay vượt với mình nên là bánh sao tối thế anh Hiếu, cho là sáng thêm tí được không? Cho là sáng thêm tí được không? Kệ nó, không sáng được, bật cái đèn lên, thường bật cái đèn, bật đèn flash lên quay, không quay được, đừng quay. Sinh nhật thì toàn mà chú trong lúc sinh nhật nó chứ không sai. Ừ. Biết ra đây nào sai đâu. Sai. Chưa ai sai cả. Mình nữa đâu rồi. Mình nữa đâu. Ai cũng sai rồi. Mình nữa rồi. Đây. Chú của mình sai là chú sai rồi. Chia cho này đây, ok đây. Thế là từ chưa sai luôn. Quả từ gió thế. Thấy gió nó qua đi, nó qua đi, nó qua đi, nó qua đi. Nhưng mà quan trọng bây giờ hôm nay là cái ngày sinh nhật của chú bây giờ người tỉnh nhất. Ừ, thằng này mày cứ lo, mày lo tưng mày. Anh đã bảo rồi, hôm nay là ngày duy nhất anh sai trong vòng 20 năm qua. Nói thế hôm nay là anh bao giờ uống anh cũng chỉ lúc đầu anh chỉ hôm nay ai chú phải khỏi chứ. Lúc sau bắt đầu anh mới uống nhiều. Nhưng mà hôm nay anh uống luôn hẳn nửa cốc luôn. Thôi đừng ăn đến. Đang rồi đó. Này trái. Thế em ngon. Cắm nốt vào. Còn cho biết rồi đấy. 20 tuổi mà chân thì có 20 cây. 17 cây rồi đấy. Đếm xem đủ 20 cây chưa? Tôi cắt cái đầu của đấy. Đấy em cắt đến nào. Anh em quay hôm nay xong rồi bắt đầu anh sẽ post lên Facebook luôn. Cường đâu châm đến thế này quay. Mọi người viết luôn. Đủ 20 cây đấy. Anh em mình vui thế nào. Để em khắp đến nhá. Vui nhiệt tình. Ôi chân đâu rồi. Anh em đứng đây rồi. Vui rồi vui nhiệt tình luôn. Thế một cây đi. 1, 2, 3. 1 cây. Hơi nóng. Đấy là từ đầu năm anh em mình mới có một buổi. Thế thằng mua làm gì đấy. Từ đầu năm thì giờ anh em mình mới có một buổi như thế này đấy. Nghe nó bảo là phân tư để hơi nóng để cái này đi. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cái bảo là liên liên đưa nó phòng vào trước liên hoan. 8, 9, 20, đùa ấy. 20 cây là đùa rồi. Em năm nay 19 là mai ngày kia cứ từ từ 19 cây. Rồi, okay. Rồi ngày mai thì sẽ đến lượt em. Đi yên tâm đi. Cuối tuần. Thôi được rồi. Ôi giời ơi, chán quá. Anh Hiếu để nguyên, để nguyên đi. Không, thôi để em cắt rồi. Không liên quan đến cứ gió ở đây nhé. Tắt điện đi ấy ơi. Tắt điện đi tí lại tối quá thôi. Tắt đi nó thổi cái. Để anh tắt nốt cái đèn này. Nó thổi cái xong nó bật lên luôn nhá. Cảm ơn. Cái này đúng đấy. Có cái nữa để em. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Đây nhá. Ô lại rồi. Em khỏi đó. Ôi trời ơi. Anh em làm lung linh này. Lung linh là ảo chưa kìa. Rồi nhá. Đây này. Làm này. Ai chuyện luôn. Quay đi. Cái này là quay đi nào. Quay đi nào. Quay mấy ảnh quay đi. Hai người khỏi nến đi này. Đến từ nào. Em lên nhá. Em lên từ cái đứng. Đến với ba của mình nhá. Happy birthday to you nhá. Happy birthday to you nhá. Nào. Chuẩn bị chưa? Từ từ bánh này đi đã. Nhưng ta mình dính lên. Nào. Em lên nào. 1 2 3. Ôi giời ơi. Chưa trước khi đổi, Đi đi đi. Nào nhìn vào đi, tất cả nhìn vào nhá. Nào anh em ơi. Nhìn vào có nhá. Nhìn vào nhá. Thôi từ từ thôi nhá. Thêm cái nữa. 1 2 3 Được, được. Nào, nhìn vào bánh nhà tô đi, 2 3 Thôi. Thôi đi. Đẹp lắm. Wow. Chê luôn. Rồi, nhấc ra đi. Ok. Cắt bánh đi. Để hai người cắt bánh chứ. Không, nhấc cái này ra tốt đi. Chụp được chưa? Quay video anh thích nhất ăn cái này. Anh cả hơi ngấy đấy, anh nói thật chú luôn. Để hai người cắt bánh đi. Đây ra đi. Hai nhân vật đâu có dao của nó mà. Dao của nó mà. Thôi để hai người thử. Nhân vật chính. Nhân vật dao của nó đâu. Có dao bằng nhựa mà. Có dao nhựa đó đấy kìa. Đấy rồi. Có dao nhựa mà. Có thể giấy. Đấy, dao nhựa. Có thể nhựa rồi. Thôi, hôm nay không. Cắt đi để anh chia cho. Hai người cắt bánh đi kìa. Chú cần. Quay tất cả nhá. Này quay là chắc là người yêu không có mặt. Đúng rồi, anh thấy được. Chú là phải cảm ơn người yêu. Người yêu rất là chân thương. Cái này có biết cái bánh không đây? Cắt này là cái này. Cắt đi. Quay được chưa? Thôi bây giờ đi lên cơ. Anh cắt một nửa rồi. Bây giờ đi lên cơ cắt một nửa. Anh chụp hình ảnh nó cắt bánh.
Đây đang quay rồi, yên tâm. Ba gì? Đây. Quay rồi, đây là. Máy trên kia là quay đấy chứ. Ba gì? Máy trên kia như là không nhìn thấy cái gì cả. Không nhìn thấy cái gì đúng không? Đường dưới đấy. Đường dưới đấy. Buồn đấy. Máy trên này thông cảm. Đang đường dưới, đường dưới. Phân giải hơi trắng nhưng mà buồn. Đang đường dưới, đang đường dưới. Nó đang đường dưới nó phải là được buồn rồi. Thôi chứ thôi. Anh lớn nhá. Thôi rồi, cứ lấy hết ra đi. Rồi, các chú ấy đi để anh quay cho bọn này một đoạn video. Đây, sao được rồi? Không sao, rơi luôn. Tay không? Tay là rơi. Đúng tay của nó là gì?